Nếu đứa nào rước cái Loan, tao cấp thêm cho 200 triệu nữa. Con bé lớn ế chồng, mẹ lên mạng tuyên bố tặng 200 triệu nếu rước giùm với một điều kiện kèm theo. Quá lứa lỡ thì, đi ra đi vào chạm mặt nhau cành cạch khiến mẹ không chịu nổi. Nên những lúc mọi người đang dùng cơm với nhau, mẹ quyết định gả cưới con gái với số tiền hồi môn ban đầu tính sương sương lên đến 200 triệu đồng tiền nóng. Còn thêm một số tư trang đính kèm, cùng với điều kiện người ra đi đầu không ngoảnh lại. Rước cô dâu đi rồi thì không cần thiết phải về nhà mẹ thường xuyên. Tao cấp thêm cho 200 triệu nữa, không được quay lại, không được cho về đến bước chân đến. Ok chưa? Gì nữa không? Trước những yêu cầu của Thái hậu ban ra, ông bố ngồi cạnh bên cũng chỉ lặng lẽ gấp cơm ăn mà không dám hó hé nửa lời. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng, sau khi nghe những điều khoản hợp đồng vô cùng hời, đã nhanh chóng đặt cạch xếp hàng, thậm chí có người còn mang theo cả 3 bích sổ hộ nghèo để hy vọng được ưu tiên xem mặt con gái của mẹ rồi đón nàng về dinh ngay lập tức. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: con chốt đơn luôn nha mẹ vợ ơi. Cái Loan đâu mẹ vợ ơi, con đang ế đây, chỉ cần Loan thôi, không cần mẹ cho gì nữa đâu. Bố tôi còn giao kèo là ai lấy con gái út nhà tôi thì tôi cho hẳn nữa cái đầm ao thả cá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.